chào các bạn. Bây giờ thì chúng ta đã đến giờ để chúng ta bắt đầu cho buổi tối ngày hôm nay. Và bây giờ là cái livestream đầu tiên của tháng 7 của chúng ta. Đó là bắt đầu từ ngày hôm nay thì chúng ta sẽ, tháng 7 này là tháng mà chúng ta sẽ tập trung vào ba cái chủ đề chính. Thứ nhất đó là về marketing, là về content và về quảng cáo. Cái phần thứ hai chúng ta sẽ tập trung đó là về sale và chăm sóc khách hàng. Và phần thứ ba đó là cách mà chúng ta xây dựng ra một hệ thống, chúng ta tuyển dụng, chúng ta đào tạo, chúng ta xây dựng về văn hóa. Thì đó là chủ đề tháng 7 này mà chúng ta sẽ tập trung vào đây. Và đây là người đầu tiên trong buổi trong tháng này, đó là bạn Lê Thị Huyền Trang sẽ tập trung chia sẻ chúng ta hôm nay, đó là về cái kịch bản sale và chăm sóc khách hàng và cái cách mà chúng ta xây dựng ra một cái đội nhóm sale như thế nào. Và bây giờ chúng ta cùng dành một tràng pháo tay cho nó. Huyền Trang. Ok, xin chào thầy và tất cả các bạn. Thì hôm nay Trang cũng rất là vinh dự khi được thầy Linh mời lên đây chia sẻ với mọi người. Thì hôm nay Trang sẽ chia sẻ cho mọi người cái hai cái chủ đề. Thứ nhất là kịch bản sale và thứ hai là chăm sóc khách hàng. Thì cái này hôm nay em chia sẻ kịch bản sale của Gavanic luôn đúng không thầy? Thì hôm nay Trang sẽ chia sẻ cho mọi người về kịch bản sale của Gavanic. Thì hiện tại team của Trang thì hầu như 100% thì mọi người đang nói chung sản phẩm chủ đạo bên Trang là máy Gavanic. Thì hôm nay Trang sẽ chia sẻ cho mọi người về kịch bản sale Gavanic luôn ha. Thì hiện tại team các bạn ai mà đang bán sản phẩm máy Gavanic á, thì các bạn có thể tag tên vô để mình học hỏi. Thì không phải bài sale này của Trang là nó sẽ là hay nhất hoặc chuẩn nhất, nhưng mà hy vọng thì sau cái bài mình chia sẻ thì các bạn học được một điều gì đó và áp dụng vào, có kết quả là Trang cũng hạnh phúc rồi. Rồi ok, vậy bây giờ em bắt đầu luôn ha thầy. Ok, đầu tiên thì Trang sẽ chia sẻ cho mọi người cái kịch bản sale ha. Thì kịch bản sale của Trang nó sẽ bao gồm là 5 bước. Thì Trang sẽ đi từng bước một. Và trong cái từng bước này thì Trang sẽ có những cái ví dụ cụ thể luôn ha, cho mọi người dễ nắm và dễ hiểu ha. Rồi ok. Thì cái kịch bản này Trang sẽ bắt đầu từ khi mà mình đã có số điện thoại hoặc là đã có Facebook khách hàng nha mọi người. Đó, nói vậy cho mọi người dễ hiểu. Thì đầu tiên á, bước một á, là cái việc đầu tiên mình làm, đó là mình làm quen và tạo sự chú ý. Thì trước khi mà mình gọi cho bất kỳ một khách hàng nào á, thì mình đều phải vô Facebook người ta, ít nhất mình phải vô Facebook của người ta và mình xem người ta, những cái người ta có chia sẻ gì trên Facebook là thứ nhất. Thứ hai là những cái xem phong cách của người ta là như thế nào, hoặc là rõ sâu hơn là mình phải xem được là có cái hình nào mà là hình gương mặt thật của người ta hay không. Tại vì cái sản phẩm Gavanic là sản phẩm chuyên địa với có cái công dụng là nâng cơ, xóa nhăn, trị nám và tàn nhang. Đó, thì hiện tại thì bên em đang đánh mạnh vào những vấn đề đó. Ha, thì đầu tiên mình phải vô xem là cái gương mặt của người ta như thế nào, cái làn da người ta như thế nào để mình đi sâu được. Thì bước đầu tiên là mình làm quen, tạo sự chú ý. Thì ở đây thì mình có thể là ví dụ như là chào chị Mai, em là Trang, em là chuyên gia bên máy nâng cơ xóa nhăn, thì chị có, em có thấy chị để lại thông tin thì không biết là hiện tại là chị đang ở đâu, hoặc là thì để em tiện tư vấn á. Đó, hoặc là bây giờ chị có tiện nghe điện thoại không để em hỗ trợ chị. Đó, và đó là những cái câu chào hỏi gọi là rất là căn bản. Và sau đó thì mình tạo sự chú ý với người ta bằng cách đó là mình sẽ khen ngợi người ta một câu nào đó ha. Ví dụ như là, có phải là chị có cái hình avatar, hoặc là cái hình avatar là mặc váy đồ màu cam hoặc gì đó. Thì hoặc là mình sẽ khen cho người ta một cái là về làn da chẳng hạn. Có nghĩa là mình khen là khen để tạo cái sự thân thiện ban đầu. Thì ở đây mình có thể khen quần áo người ta, khen phong cách người ta, hoặc là khen về cái làn da người ta. Nhưng mà nếu mà mọi người đặc biệt khen làn da ở đây thì khen nhưng mà có chê vào. Ví dụ năm nay chị bao nhiêu tuổi, mà năm nay không biết là chị đã được 45 tuổi hay chưa mà em thấy chị đang còn trẻ như vậy. Đó, có nghĩa là mới đầu vào mình luôn tạo sự chú ý cho người ta như vậy, thì lúc nào người ta bắt đầu quan tâm và quan tâm đến câu chuyện của mình, những câu chuyện của mình tiếp theo ha. Đó là bước đầu tiên làm quen ha, tạo sự chú ý. Bước thứ hai thì mình sẽ là đi vào tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, vấn đề của khách hàng. Thì mình sẽ có những câu hỏi ví dụ như là
Ở đây thì Trang sẽ có những cái cũng là một cái tệp câu hỏi nha, nhưng mà có nhiều cách hỏi khác nhau. Thì Trang chia sẻ ở đây để nếu mà ai phù hợp với cách nào thì mọi người có thể ứng dụng. Ví dụ như là chị ơi, chị cho em hỏi hiện tại là chị mong muốn bên em hỗ trợ về vấn đề nào của chị nhất. Đó, hoặc là chị ơi, chị có phải là chị đang muốn bên em điều trị xóa nhăn và hút sạch nám cho chị đúng không ạ? Thì đây là những câu hỏi nó sẽ phụ thuộc vào cái tình trạng da của khách hàng mà mình đã quan sát trước đó. Mình khơi cái nhu cầu người ta ha. Hoặc là hiện tại thì chị đang không hài lòng về cái điểm nào trên gương mặt của mình nhất, thì chị có thể chia sẻ cho em để em hỗ trợ chị được không? Đó. Hoặc là mình có thể hỏi dò người ta, ví dụ như là vậy thì chị muốn điều trị cái vấn đề nào nhất trên cái làn da của mình để em hỗ trợ. Thì ở đây là hầu như là những câu hỏi này thì nó tại sao mà Trang lại cũng là một câu hỏi mà hỏi cái vấn đề khách hàng, nhưng mà Trang có rất là nhiều câu hỏi và cách đặt câu hỏi khác nhau. Thì mỗi cái cách đặt đó, nó sẽ phù hợp với một vài đối tượng của mình. Đối tượng khách hàng là thứ nhất. Thứ hai là nó sẽ phù hợp với phong cách sale của mỗi người. Ha, nên là mình mặc dù một câu hỏi, một câu nói thôi, nhưng mình sẽ có rất là nhiều cách nói để cho nó phù hợp với mỗi người ha. Rồi, hoặc là chị ơi, khi mà chị tìm đến bên em á, thì chị mong muốn điều trị cái vấn đề nào nhất, chị có thể chia sẻ hết cho bên em để em hỗ trợ chị được không? Và khi mà mình hỏi như thế thì lúc đầu mình chào hỏi và mình tạo sự ấn tượng rồi, đúng không? Và khi mình hỏi vấn đề thì khách sẽ sẵn sàng chia sẻ. Và lúc này khi mà khách chia sẻ xong thì mình sẽ hỏi người ta là chị ơi, ngoài những cái điều chị vừa nói xong á, thì còn cái vấn đề gì nữa không ạ? Có nghĩa là mình luôn mà mình phải hỏi hết đi, có nghĩa là đào sâu hết những cái vấn đề của khách đang gặp phải như thế nào để mình giải quyết từng vấn đề một ha. Đó, thì sau khi mà mình hỏi được vấn đề rồi thì đây là cái phong cách sale của mình thôi nha mọi người. Thì nhiều lúc cũng là không phải là bài sale hay nhất đâu nha mọi người. Thì bước tiếp theo mình sẽ là đồng cảm với người ta, đồng cảm với khách hàng. Thì ở đây thì Trang hay sử dụng cái phương pháp đó là trong này vẫn là bước 2 nha mọi người. Mình đồng cảm thì mình sẽ kể một câu chuyện. Ở đây thì thứ nhất là mình có thể kể một câu chuyện của khách hàng của mình, hoặc thứ hai là mình kể câu chuyện của những cái giống như mẹ của mình chẳng hạn, hoặc thứ ba là mình có thể kể câu chuyện của chính mình. Thì bản thân Trang thì để mà Trang có cảm xúc nhiều nhất, Trang sẽ hay kể câu chuyện của Trang. Khi mà mọi người kể thì phải kể một câu chuyện có thật hay mọi người. Đó, thì Trang hay kể câu chuyện của mình là chị ơi, lúc trước thì cái da của em á, mặc dù em năm nay, Trang hay nói là sẽ là hơn tuổi một chút nha mọi người, mình sẽ nói mình năm nay 32 tuổi đó. Và lúc trước thì da của em cũng bị nám ha, cũng bị nám ở cái vùng gò má này này, và em đã điều trị rất là nhiều phương pháp rồi nhưng mà nó không có hết. Đó, thì sau khi mà em được giới thiệu cái sản phẩm này, có nghĩa là mình sẽ kể những cái chi tiết rất là chi tiết, tại vì bản thân giống như là kể cả mình hoặc tất cả mọi người thì ai cũng thích nghe câu chuyện hết. Và khi nghe câu chuyện thì họ rất là dễ đi vào, họ sẽ thấm, họ thấy giống họ thì họ lại thích nghe hơn nữa. Đó, thì thường thường phong cách sale của Trang là Trang sẽ kể câu chuyện là chủ yếu, kể cả bất kỳ sản phẩm nào cũng thế, thì Trang sẽ dùng câu chuyện ha. Thì mình sẽ kể một câu chuyện đồng cảm. Đó, thì sau mà câu chuyện đồng cảm nó xong rồi á, thì mình mới bắt đầu hỏi là hiện tại á thì chị có sử dụng cái sản phẩm nào để hỗ trợ điều trị không, hay là ví dụ chị có xài kem gì không. Đó, thì lúc này khi mà người ta nói cái sản phẩm người ta đang xài, nếu trong trường hợp ở đây thì sẽ có hai trường hợp xảy ra. Ví dụ như là khách người ta không xài gì hết thì ok, không sao hết. Thứ hai á, là khách người ta xài kem trộn, tại vì hầu như mọi người người ta hay giống như bị thiếu kiến thức về da nên là hay xài kem trộn. Thì nếu mà trường hợp mà người ta xài kem trộn thì ở đây mình phải đưa một lời đe dọa ra cho người ta, để người ta cảnh báo, người ta biết rằng khi mà họ xài này á thì nó sẽ gặp những cái vấn đề gì, mình sẽ đe dọa ở đây. Hoặc thứ ba, nếu trong trường hợp người ta xài những cái mỹ phẩm cao cấp, thì tại bản chất có những người vẫn là xài hàng rất là cao cấp ha, thì mình cũng sẽ nói cho họ biết được rằng khi họ xài hàng cao cấp thì sẽ như thế nào. Có nghĩa là ví dụ như là họ xài kem trộn đúng không? Kem trộn á thì mình sẽ nói những cái biểu hiện, ví dụ như lúc đầu chị xài kem đó thì chị sẽ thấy là da của mình nó căng, nó sáng, nó trắng lên đúng không chị? Và chị sẽ cảm nhận ngay 2 đến 3 ngày đầu tiên là chị đã thấy được cái điều đó rồi, đúng không?
thì khách hàng thường ai mà xài kem trộn họ cũng sẽ cảm nhận được ngay. Thì lúc này mình đã dạ vâng, nhưng mà bây giờ chị tin em một lần, chị thử ngưng cho em khoảng một tuần đi là chị sẽ nhìn thấy được rõ cái làn da của mình nó như thế nào. Tại cái này khách em gặp rất là nhiều khách bên em bị như vậy rồi. Thì da của chị thứ nhất là lúc này á thì nó bắt đầu là đẩy nám tàn nhang lên rất là nhiều, và làm da của mình nhiều người nó sẽ bị nổi mẩn đỏ lên, và nó giống như bị dị ứng á. Nhưng mà thực ra không phải, đây là giống như có nhiều loại da, có nhiều người thì có nhiễm corticoid nữa đó. Mình sẽ phân tích cho người ta rất là kỹ khi cái những cái sản phẩm người ta đang xài ha. Đó, còn trong trường hợp ví dụ họ xài kem hàng cao cấp thì mình sẽ nói về cái quy trình chăm sóc da. Nhiều lúc người ta chăm sóc da không đúng, nên là những cái ví dụ như là quan trọng cái bước làm sạch. Nếu mà muốn da, muốn cái kem nó thẩm thấu tốt thì mình phải làm sạch tốt, đúng không? Nhưng mà ở đây nếu mà mình không làm sạch tốt thì khi mình bôi kem lên thì kem không có thẩm thấu vô được. Đó, và hầu như nếu mà họ dùng sữa mặt bình thường hoặc sữa mặt bằng tay thôi á, thì nếu mà làm dùng bằng tay thì chỉ là đơn thuần mình chỉ làm sạch bề mặt da của mình thôi. Còn khi mà cái làn da của mình, trên cái da của mình nó sẽ có những cái lỗ chân lông, và mình tiếp xúc với cái khí hậu, cái môi trường này cũng như là cái quá trình mình sinh hoạt đó, thì sẽ có những cái chất dơ nó sẽ bám sâu vào trong da của mình, trong lỗ chân lông của mình. Đặc biệt những cái kem mà mình bôi lên á, nó sẽ có một cái lượng dầu, và những cái lượng dầu đó nó sẽ giúp bám kem trên da thì nó cũng sẽ thẩm thấu vào trong. Thì nếu mình rửa mặt bình thường thì sẽ không có làm lấy được hết được. Thì lúc này á thì mình sẽ phân tích cho họ rằng là cái da của họ dù họ xài kem rất là tốt nhưng mà nó cũng không thẩm thấu vào được, thì coi như là nó chỉ hấp thụ được 20-30% thôi, thì nó sẽ rất là phí. Và những cái kem đó bản chất là nó chỉ là làm dưỡng da thôi, chứ nó không có làm chống lão hóa, làm trẻ được. Đó, rồi cũng như là cũng không có điều trị nám tàn nhang và nâng cơ xóa nhăn cho mình được ha. Đó là cái bước là mình giải thích các phương pháp khách hàng đang sử dụng tại sao mà không có hiệu quả ha. Rồi ok, thì ở đây thì mình có mình sẽ giải thích, ví dụ như có nhiều người dùng laser hoặc những cái phương pháp mỹ viện hoặc là spa thì mình cũng sẽ giải thích hết cho người ta luôn ha. Nên là bản thân mình khi mà mình tư vấn cái sản phẩm này, bản thân mình phải trở thành một người chuyên gia. Chuyên gia ở đây là mình sẽ am hiểu những cái phương pháp hiện tại trên thị trường họ đang áp dụng là như thế nào, có những cái ưu điểm và nhược điểm là như thế nào để mình giải thích cho khách hàng đó ha. Và sau đó thì mình có thể sử dụng vài thủ thuật, giống như đây thủ thuật mình chốt thử chẳng hạn, thì kêu là nếu mà bây giờ mà em điều trị da như chị, thứ nhất là da chị hết nám tàn nhang, da chị căng lên, sáng lên, mịn ra, thì nếu em xuống chị chơi thì chị có sẵn sàng mời em một ly cà phê hay không. Thì đây mình có thể sử dụng một vài phương pháp chốt thử như vậy ha, xem người ta ở đây cái mức độ hài lòng của người ta như thế nào, và người ta đã hiểu về cái sản phẩm mình hay chưa. Đó, thì khi này nếu mà người ta ok rồi á thì mình sẽ qua bước 3 ha. Bước 3 là bước lát nữa mình sẽ chốt lại từng bước cụ thể cho mọi người nha. Bước 3 là mình sẽ đưa ra giải pháp và chốt sale. Giải pháp thì mình sẽ nói nói về điểm mạnh của sản phẩm bên mình nè, sản phẩm như thế nào này, công ty như thế nào, công nghệ như thế nào nè ha, và chế độ chăm sóc khách hàng như thế nào, bảo hành như thế nào, thì mình sẽ đưa ra cho người ta, đó là giải pháp. Và một điều đặc biệt quan trọng mà ở cái bước này mọi người cần phải có, đó là mọi người phải vẽ được chân dung khách hàng. Vẽ được chân dung khách hàng khi mà khách hàng sử dụng cái sản phẩm bên mình thì sẽ được gì. Thì khi mà mọi người vẽ càng chi tiết, vẽ càng càng rõ cho người ta, thì cho người ta hình dung được cái gương mặt của họ, da họ căng như thế nào, sáng như thế nào, hồng hào như thế nào, và cái vết nám nó mờ đi như thế nào, thì lúc nào son nó giống như nó sẽ kích thích cái người khách hàng đó dễ dàng đưa ra quyết định hơn. Thì ở đây một cái bước quan trọng đó là mọi người phải vẽ được chân dung khách hàng càng chi tiết càng tốt nha. Đó, thì lúc này mình khi mà ở cái bước này mình đưa ra giải pháp và mình vẽ chân dung chốt sale á, thì mình lại đưa ra một cái lời chốt thử. Có nghĩa là mình luôn đưa ra những cái lời chốt thử ở tất cả các bước của mình. Thì khi mà chốt thử như thế mình sẽ biết được cái độ cái sự tin tưởng của khách hàng, và khách hàng đưa ra quyết định là đồng ý mua bao nhiêu phần trăm rồi, để mình còn biết cái bước tiếp theo mình cần phải làm gì. Ví dụ ở đây mình có thể nói là hôm nay mà em giao thì tầm mai chị nhận được, thì chị muốn nhận vào buổi nào, hoặc là giờ chị muốn dùng thử luôn không. Đó,
hoặc là khoảng khi nào chị nhận được, có nghĩa là mình luôn hỏi cái cỡ đây, mình luôn đưa ra những cái lời chốt thử cho người ta để xem người ta quyết định như thế nào. Có thể người ta sẽ từ chối ở những bước này thì mình đang còn phải xử lý tiếp ha. Rồi quan bước tiếp theo á là mình sẽ báo giá. Báo giá ha. Có nghĩa để mà báo giá tốt á, thì tại vì cái sản phẩm này bên mình nhá, có phải là mình bán 12 triệu rưỡi đúng không? Thì nếu mà thực ra đối với sản phẩm này nó cũng là một cái giá khá là cao, khá là cao chứ không, có nghĩa là khi mà nói cái giá ra thì cảm thấy mình cũng nói nó cao so với những cái sản phẩm họ xài á. Thì ở đây thì một cách đó là rất tự nhiên, giống như là mình chốt theo kiểu là mình nói, nhưng mà mình nói về sản phẩm và mình say mê vì nó và mình quên đi cái việc báo giá luôn á mọi người. Giống như là, à chị ơi nãy giờ em quên, em chưa báo giá chị đúng không nhỉ? Có nghĩa là mình hỏi những cái câu mà làm như là mình bị quên vì điều đó luôn. Mình quên, mình say mê tới nỗi mà mình cũng không nhớ là mình đã báo giá cho chị đó chưa, kiểu như vậy ha. Rồi sau lúc này thì khách sẽ nói, ừ giá bao nhiêu hả em? Thì lúc này vì nó, trời ơi nãy giờ em chưa báo giá chị hả, cái máy này chỉ có 12 triệu rưỡi thôi đó. Thì nếu mà chị đặt hàng trong ngày hôm nay thì chị sẽ được nhận những ưu đãi gì, ví dụ như tặng thêm 5 viên TrueFace nè, và được tặng liệu trình 3 tháng sử dụng cái gel điều trị nè, rồi được tặng thêm một chai xịt khoáng dưỡng cấp ẩm collagen nè đó, và mình sẽ được bảo hành trong vòng 2 năm, và trong quá trình chị sử dụng thì sẽ được bên em chăm sóc chị trong cái quá trình chị dụng, khi nào mà chị đẹp thì thôi đó. Thì có nghĩa khi mà mình báo giá luôn thì mình cũng luôn nói về những cái ưu đãi chương trình khuyến mãi của mình, cũng như là cái chế độ chăm sóc bảo hành của bên mình như thế nào. Thì lúc này khi mà người ta nghe những cái điều đó, người ta cảm thấy nhiều hơn cái giá tiền của mình báo ra, thì người ta cũng sẽ cảm thấy dễ dàng quyết định hơn ha. Đó, rồi đó là cách thứ nhất. Hoặc là cách thứ hai thì ví dụ như là hôm nay thực sự là chị rất may mà khi được gặp được em luôn á, vì công ty đang có chương trình ưu đãi này 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 đó, rồi được tặng gì đó, thì mình sẽ nói những cái câu mà nó cảm thấy nó tự nhiên nhất, và nó làm cho khách hàng cảm thấy rằng à khách hàng đang có lợi chứ không phải là mình có lợi, thì khách hàng sẽ dễ đưa ra quyết định hơn ha. Đó, rồi. Đó là xong cái bước 3 là mình đưa ra giải pháp và chốt sale ha. Thì mình sẽ sang bước cuối cùng là xử lý từ chối. Thì ở đây xử lý từ chối thì sẽ có những cái vấn đề như là giá cao nè, rồi hỏi bạn, hỏi đồ tùm lum tà la đúng không? Thì bản chất những cái câu hỏi như thế này thì mình sẽ quy về xử lý từ chối, thì sẽ có thành ra hai vấn đề. Thứ nhất là khách hàng khi mua hàng, mọi người phải biết là khách hàng khi quyết định mua hàng không phải khách hàng tin về cái sản phẩm, mà khách hàng tin ở cái người bán này này, tin ở chính mình chứ không phải là sản phẩm, tại vì họ chỉ thấy cái sản phẩm mình trên cái quảng cáo của mình thôi chứ họ cũng chưa có được sử dụng hay gì hết, thì họ sẽ không có biết được, nhưng mà họ sẽ tin ở cái người bán. Thì lúc này quy cho cùng thì mình giải quyết bằng cách là mình lấy cái niềm tin của người ta từ của khách hàng từ mình. Thì nên là những cái bước trên á, thường bản thân bên Trang hoặc là kể cả đội nhóm của Trang thì làm rất là kỹ những cái bước phía trên, để cho và luôn giống như lúc nãy Trang nói, luôn có những cái bước chốt thử để xem người ta đang còn có, người ta tin mình hay chưa. Thì nếu mà người ta tin mình khi mà mình chốt thử mà ok và người ta tin mình thì về sau mình xử lý đỡ. Chứ còn tại bản chất đến cuối cùng mà xử lý từ chối á, mà để thuyết phục được khách hàng mua của mình thì cái tỷ lệ mà rớt sale nó sẽ rất là cao. Đó, nên là mình ưu tiên là những cái bước trước đó mình làm tốt ha, để về sau mình đỡ phải xử lý từ chối nhá. Xử lý từ chối là lúc này cũng phải là nhây và lì và lầy dữ lắm luôn á ha. Thì ở đây ví dụ như là trong trong trường hợp giá cao, không biết nắm một lèo mọi người có nghe có ghi kịp không? Dạ rồi, ok anh. Thì ở đây xử lý từ chối giá cao thì mình sẽ hỏi ví dụ như giá cao ở đây là chị đang so sánh cái sản phẩm bên em với cái kem nào hay là với cái phương pháp nào ha. Thì ở đây thì giá cao thì mình có thể giải quyết thành là đây là cái giá. Xin cảm ơn tất cả anh chị em chúng ta đã xem đoạn video clip này, và để chúng ta là người đầu tiên nhận những cái video kế tiếp
thì chúng ta hãy bấm vào subscribe của kênh của Linh. Chúng ta hãy bấm vào subscribe ở dưới đoạn video clip. Và chúng ta hãy nhớ bấm vào nút chuông. Nhớ nhá, bấm vào nút chuông. Bởi vì khi chúng ta là bấm vào nút chuông thì mỗi lần mà Linh upload video lên thì chúng ta là người đầu tiên chúng ta nhận được cái video này. Và chúng ta hãy ủng hộ kênh bằng cách bấm vào subscribe và bấm vào nút chuông. Một lần nữa tôi muốn nhắc lại đó là chúng ta bấm vào nút chuông, bấm vào nút chuông để chúng ta là người đầu tiên nhận được video những cái kiến thức chia sẻ về phát triển về bản thân, kiến thức về kinh doanh làm thế nào để chúng ta thành công và làm thế nào để chúng ta hạn chế những cái thất bại trong cuộc sống này. Và xin chào, hẹn gặp lại tất cả chúng ta. Hãy share video này để cho những người bạn của mình, để cho nhiều người bạn để chúng ta nhận được những video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả chúng ta ở những đoạn video kế tiếp. Của công ty em rồi và nó phân phối trên 54 quốc gia. Chị mua ở bất kỳ quốc gia nào thì cũng là cái giá này. Và thứ hai á, là cái khi mà chị mua trước giờ chị sử dụng sản phẩm bên chị đang xài á, chị thấy có bên nào mà khi chị sử dụng sản phẩm mà có một chuyên gia, một chuyên viên hỗ trợ theo sát chị trong quá trình chị sử dụng hay không? Và cái này là họ đồng hành đến khi nào chị đẹp thì thôi, và đến khi nào nói thực là khi nào chị chán người ta thì thôi, chứ chắc chắn là bên em không bao giờ chán chị hoặc là bỏ chị hết á. Đó. Thì đó là cái về chế độ giá niêm yết và chế độ bảo hành và dịch vụ chăm sóc ha. Hoặc là cách giải quyết thứ hai là mình chia nhỏ, bài toán chia nhỏ. Chia nhỏ ở đây thì mình có thể là chia nhỏ cái chi phí, ví dụ như là cái này á, thì chị xài nó mỗi ngày chỉ tốn mấy ngàn hoặc là mấy chục ngàn đó, thì mình sẽ chia nhỏ cái giá trị sản phẩm ra từng ngày thì làm cho người ta thấy bớt nhỏ lại ha, thấy nhỏ lại. Hoặc là có một cách nữa là mọi người, đây là những cách Minh Trang chưa chắc đã tốt nhất cho mọi người, nếu mà ai có cách nào tốt hơn thì có thể comment chia sẻ. Đó, thì cách thứ ba là mình có thể là so sánh cái sản phẩm hoặc dịch vụ với cái chi phí điều trị cao hơn, ví dụ như đi spa hoặc thẩm mỹ này để điều trị nám tàn nhang này nọ thì nó không có khỏi, nhưng mà mỗi lần như thế là chị cũng tốn rất là nhiều, 50-60 triệu kiểu như vậy. Thì mình sẽ so sánh cái sản phẩm mình với những cái phương pháp nó cao tiền hơn, và những cái phương pháp đó đâu có được xài trọn đời đâu, còn bên mình là xài trọn đời đó. Thì lúc này làm cho khách hàng, để cho người ta suy nghĩ lại đó. Rồi cái thứ hai á, là từ chối người ta xử lý từ chối vì chưa tin tưởng vào chất lượng sản phẩm. Nếu mà chưa tin tưởng vào chất lượng sản phẩm thì mình lại quay lại tập trung vào cái giá trị sản phẩm và cam kết bảo hành với người ta. Thì cái này thì nó có một phần phụ thuộc vào lab nữa về cái quy trình chăm sóc khách hàng. Thì để mà tin tưởng sản phẩm bên mình á, thì bản thân thì cái này Trang nói luôn ha, nó ảnh hưởng, nó có một chút liên quan tới chăm sóc khách hàng, là mình ở trên đó, ví dụ như là khi mà trên Facebook chăm sóc khách hàng của mọi người có thể qua những cái video mà mọi người hướng dẫn khách này, hoặc là những cái feedback mọi người có thể up lên. Nhưng mà đặc biệt cái video thì nó sẽ hút được rất là nhiều người. Thì ở đây mọi người có thể quay video lên, thì khi này khách mà không tin tưởng chất lượng sản phẩm thì chị có thể xem vô cái album này của em này. Đây là những khách hàng mà em hàng ngày em chăm sóc, em hỗ trợ, em hướng dẫn sử dụng máy. Nếu mà trong trường hợp mà sản phẩm bên em không có tốt, không có được như vậy, thì em có làm được như vậy hay không? Và hiện tại thì em cũng kinh doanh là 6 năm rồi, chứ không phải là mà cũng không có lý do gì mà vì 12 triệu rưỡi của chị mà em lười dối chị hay gì hết. Đó, ha. Thì mình có thể nếu mà khách nói không thì mình có thể là gửi feedback video qua thêm cho họ. Đó. Cách thứ hai thì mình có thể là đánh vô tử huyệt cảm xúc. Tử huyệt cảm xúc như là mình sẽ có bốn tử huyệt cảm xúc đó mọi người: bản thân, rồi gia đình, tình yêu, danh vọng ha. Thì có thể là mình ở đây mình có thể nói về cái việc là em biết cái giống như là chị đã chịu rất là nhiều cực khổ á. Thường thường Trang sẽ hay nói chuyện theo kiểu là chị đã chịu nhiều cực khổ rồi, và bây giờ con cái lớn thế này thế kia, cũng đi làm thành đạt cả rồi, thì bây giờ cũng là lúc mà bản thân mình phải được giống như là mình cần chăm sóc cho bản thân mình một chút, đầu tư cho mình một chút, mình vất vả cả đời rồi đó. Thì ở đây thì Trang hay đánh vào những cái vấn đề này. Thì mình đồng cảm với người ta, mình hiểu cùng suy nghĩ với người ta, thì để thuyết phục người ta ha. Rồi nếu mà sau khi xử lý từ chối xong mà khách mà say no tiếp thì bước tiếp theo là chăm sóc khách hàng thôi ha. Thì ở đây là cái quy trình chăm sóc khách hàng, sale, quy trình sale. Ta sẽ chốt lại là
gồm có 4 bước. Bước thứ nhất ha, nếu mà ai tiện ghi thì có thể ghi lại giúp Trang ha. Thứ nhất là làm, bước 1 là làm quen, tạo sự chú ý ha, gây sự thiện cảm. Đó, bước thứ hai á là tìm hiểu vấn đề của khách hàng. Rồi bước thứ ba là mình đưa ra giải pháp và chốt sale. Bước thứ tư là xử lý từ chối. Thì trong 4 bước này, lúc nãy Trang cũng đưa ra những cái ví dụ và những câu câu chào hỏi hoặc là những câu xử lý cụ thể cho mọi người rồi ha. Còn nếu ai mà không hiểu chỗ nào thì cứ hỏi lại nha, xong Trang nói lại. Rồi, thì đó là xong cái quy trình sale ha. Quy trình sale hầu như Trang áp dụng cái quy trình sale này cho tất cả các sản phẩm luôn. Tại vì mình có một cái phong cách sale là mình thích kể chuyện. Và không biết khách hàng thì có thích nghe kể chuyện không, nhưng mà theo mình nghĩ thì theo em nghĩ thì khách cũng thích được nghe kể chuyện. Thế là Trang, yes. Trang toàn áp dụng cái cách sale đó là mình bán bất kỳ sản phẩm nào mình cũng kể chuyện hết ha. Đó, rồi ok, đó là cái quy trình sale ha. Bây giờ Trang sẽ chuyển qua cái vấn đề thứ hai, đó là chăm sóc khách hàng. Chăm sóc khách hàng thì cái này mình sẽ bắt đầu từ cái khi mà mọi chỉ cho mọi người lập Facebook luôn nha. Trang sẽ nói cái quy trình chăm sóc hiện tại của Trang. Ồ, nhạ, dạ. Đây, chờ em chút nha. Thứ nhất là cái việc đầu tiên mà trong việc chăm sóc khách hàng, cái tiền đề trước để mình làm tốt đó là mình sẽ lập một cái Facebook chuyên dành cho khách hàng. Và cái bước thứ hai đó là mình sẽ lập theo từng album, album sản phẩm ha mọi người. Mình tách riêng biệt từng album sản phẩm ra. Thì khi mà mình tách riêng biệt như thế thì thứ nhất là mình dễ dàng tìm thông tin khi cần thiết này. Thứ hai là mình hệ thống hóa được cái Facebook làm cho nó trở nên chuyên nghiệp lên chứ không có bị rối á. Thứ ba là mình trong mà trường hợp mà những khách hàng của mình là nếu mà mọi người ở đây biết có 4 nhóm tính cách DISC á thì sẽ có cái nhóm C, thì đây là cái nhóm mà người ta mua hàng mà cần nhiều cái sự nhiều thông tin và cái sự chi tiết nhất. Thì khi mà mình, những người khách mà mình xác định họ là nhóm C thì mình có thể là tag tên họ vào những cái album của mình để họ tự tự tìm hiểu. Có nghĩa là nếu mà những người này thì họ sẽ tự quyết, là người tự quyết định mua hàng nên mình không ép được, nên là cứ để cho họ tự tìm hiểu ha. Rồi và thứ tiếp theo là mình sẽ làm những cái nội dung mà trao giá trị ha. Nội dung trao giá trị ở đây thì mọi người để ý là cái nội dung mình chia sẻ thì mình phải để ý mình cái ở đây mình để ý cái suy nghĩ của mình nhá, là khi mà mình chia sẻ cái gì lên Facebook mình đều họ tự hỏi mình là cái này nó có phù hợp với khách hàng của mình hay không, và khách hàng của mình á họ có muốn được nhận những cái thông tin này hay không. Đó, thì mình tùy theo cái Facebook khách hàng của mình. Ví dụ như khách hàng của mình tự độ tuổi là từ 30 tuổi trở lên chẳng hạn, thì họ sẽ quan tâm đến những cái vấn đề gì. Có nghĩa là họ sẽ quan tâm đến, ví dụ như là họ có quan tâm về du lịch hay không, họ có quan tâm về làm đẹp hay không, họ có quan tâm về việc nuôi dạy con cái hay không, họ có quan tâm về những cái giống như là những cái tin nóng trên xã hội hay không. Đó, thì mình phải tự trả lời được những câu hỏi đó để mình đưa những cái nội dung lên Face nó cũng phù hợp, chứ không phải tất cả những cái gì mình cũng đưa lên Face thì nó sẽ giống như một cái chợ ha. Hoặc là mình sẽ có những cái việc như là mọi người thấy thường thường mà trên Face mọi người để ý là giống như là cái Face nào mà họ hay đăng cái kiểu là tăng tương tác, giống như mọi người ví dụ như để mà tăng tương tác, nếu mọi người comment chữ gì đó mà nó nổi chữ màu đỏ thì cái Facebook này là đã được bảo mật, kiểu như vậy á. Mọi người thấy hay có những cái đó và sẽ được rất là nhiều người quan tâm và chú ý. Thì đối với lứa tuổi mà họ người lớn thì mình sẽ làm những cái kiểu tương tự, nhưng không phải là kiểu như vậy. Ví dụ như là hay có những cái hình Phật chẳng hạn ha mọi người, thì mọi người giống như là hãy comment chữ M ở dưới đây để có được tiền tài và may mắn chẳng hạn ha. Thì mình sẽ đăng lên Facebook những cái nội dung như vậy ha. Rồi tiếp theo bước thứ ba đó là mình khi mà mình chăm sóc khách hàng, để mà chăm sóc khách hàng tốt thì mình sẽ có cái file, lập file chăm sóc khách hàng. Thực ra để chăm sóc khách hàng tốt, nếu mình có một cái file này thì mình sẽ không bao giờ hết chuyện để nói ha mọi người.
ở cái file này thì mình sẽ ghi rõ thông tin của người ta, ví dụ như là hôm nay là ngày 2 tháng 7 đúng không, ngày 2 tháng 7 này thì mình cái khách này tên là gì, ví dụ như tên Huyền Trang Lê chẳng hạn ha. Thì khi mà Huyền Trang Lê link Facebook là gì thì mọi người copy hết vô luôn, và nội dung cái cuộc trò chuyện ví dụ như là lúc 2 giờ 17 phút chẳng hạn gọi điện thì mình nói chuyện được những gì với khách, và khách này đang bị vấn đề gì, và trong quá trình nói chuyện đó mình có lấy được thông tin gì từ khách hay không. Thì nếu mà lấy được các mọi người thì mình ghi ra hết cái nội dung như vậy, và cái điều khách hàng mong muốn là gì thì mình sẽ làm rất là chi tiết, rất là cụ thể như vậy ha. Cái những cái vấn đề của khách, những cái điều khách mong muốn và những cái thông tin nào của khách hoặc những cái chuyện gì xảy ra với khách thì mình cũng đều ghi rõ như thế. Tại khi mọi người ghi càng rõ và càng chi tiết á thì đến khi mọi người chăm sóc khách thì nó càng dễ hơn ha. Nó nên là để mà chăm sóc khách tốt thì mọi người cần có một file khách hàng ghi rõ thông tin của người ta. Đó. Thì trong này thì mình cũng phân loại rõ luôn là khách hàng nào đã mua rồi thì mình sẽ có những cái tương tác khác, và chưa mua thì mình cũng có những cái tương tác khác, nên là mọi người phải phân loại. Ví dụ như khách Galvanic đúng không, khách nào có một file là khách đã mua, có một file là khách chưa mua, thì khách nào đã mua rồi thì mình chuyển qua bên này, khách chưa mua thì mình chuyển qua bên này. Thì nếu mà khách chưa mua thì khách chưa mua thì mình sẽ cho người ta thêm những cái thông tin về cái sản phẩm mà người ta đang quan tâm. Đó thì mình có thể là gửi cho người ta những cái thông tin đó, hoặc là mình gửi những cái video feedback của khách hàng, hoặc là những cái video mà mình hướng dẫn khách sử dụng á thì mình có thể gửi cho người ta, là thứ nhất. Thứ hai, nếu mà khách chưa mua thì khách đã mua rồi á thì mình gọi điện để mình chăm sóc. Thứ nhất là mình hướng dẫn người ta sử dụng. Thứ hai là mình còn upsell. Tại vì để mà khách người ta ở lại lâu với mình á thì mỗi cái ví dụ như sau cái cuộc gọi mình chốt khách xong đúng không, và khi khách nhận hàng và mình gọi điện lại để hướng dẫn người ta sử dụng, thì ở cuộc thứ nhất là mình nên upsell cho người ta thêm một cái sản phẩm nào đó, ví dụ như là kem chống nắng chẳng hạn, thì mình upsell những cái sản phẩm nhỏ thôi, hoặc là True Face đó, thì mình luôn là upsell những cái sản phẩm tiếp theo. Nhưng mà để upsell tốt thì bản thân mình phải có những cái thông tin của người ta để tại vì lần đầu tiên mà cho người ta nhiều tiền quá, nhiều lúc người ta ngợp á, người ta chưa dám. Nhưng mà những cái cuộc thứ hai khi mà mình upsell lên thì người ta cũng mua rất là dễ đó. Rồi rồi để chăm sóc tốt thì thường thường thì đầu mỗi ngày, hoặc là đầu mình sẽ phân ra, thường thường sẽ có 3 khung giờ, giống như 3 khung giờ vàng là buổi sáng, buổi trưa, buổi tối, là mọi người sẽ thấy là hầu như cái giờ đó hầu như ai cũng biết là cái giờ đó là giờ nghỉ ngơi, thì người ta sẽ là tương tác rất là tốt. Thứ nhất là người ta hay úp những cái thông tin lên, và thứ hai là cái giờ đó người ta cũng sẽ lên Face, lướt Face rất là nhiều. Thì lúc này mình có thể là dành ra khoảng 15 phút mỗi cái buổi như thế, hoặc buổi sáng, buổi trưa, buổi tối á, thì mình để mình đi tương tác với những Facebook khách hàng. Tại vì khi mình tương tác với người ta thì người ta phải nhìn thấy Face của mình để người ta tương tác lại. Có nghĩa là mình cứ cho đi là mình nhận lại như vậy á, thì mới được. Chứ không phải là mình cứ đòi hỏi là tôi không có tương tác với người này nhưng mà cứ đòi khách người ta tương tác với mình, thì điều đó là không có nha mọi người. Bản thân mình phải biết rằng là mình cho đi thì mới được nhận lại. Có nghĩa là mình phải tương tác với người ta, mình quan tâm với người ta thì lúc này mới được người ta quan tâm lại. Để mà khách hàng sử dụng cái sản phẩm, khách hàng đã sử dụng sản phẩm bên mình á, thì bên em thì hay giữ liên lạc với khách ít nhất là 3 tháng. Có nghĩa là trong 3 tháng này mình sẽ liên tục gọi điện cũng như là nhắn tin nói chuyện với khách. Tại vì khi mà mọi người nói chuyện với một người mà trong vòng 3 tháng liên tục như thế thì cái người đó cũng giống như là một cái người trong người thân trong gia đình của mình rồi. Và họ trong nếu mà trong 3 tháng mà mình liên tục như thế thì chắc là những cái chuyện từ xa xưa, từ cổ xưa, mà chắc là từ thời mà người ta còn chưa có em bé, người ta cũng kể ra với mình hết. Thì mình trong 3 tháng đó mình chăm sóc thì mình sẽ biết rất là nhiều thông tin của người ta, và người ta rất là thân với mình. Thì quan trọng là khi mà mọi người làm được cái điều đó thì khách hàng này sẽ ở đời với cả các bạn, và các bạn sẽ không có cần phải đi mất tốn quá nhiều thời gian để đi tìm một khách hàng khác nữa. Đó ha, thì mình liên tục tương tác và giữ thông tin với khách trong vòng 3 tháng đầu tiên là tốt nhất. Rồi
Rồi, thực ra thì mình tiếp, tiếp. Rồi, thì cái giống như quy trình upsell thì ở đây cái này là Trang đang ấy ha. 15 ngày chăm sóc upsell như là ngày 0, ngày 1, ngày 2, ngày 3, ngày 10, 10, ngày 7, ngày 14. Ha, ngày 0 là khách đã đặt hàng nhưng mà chưa nhận được sản phẩm. Thì để mà chắc chắn cái đơn hàng của mình nó thành công và không có tỷ lệ hoàn hàng á, thì mọi người phải lúc mà khách chưa nhận hàng là mọi người vẫn phải luôn giữ cái mối liên hệ với người ta, và mình gọi điện thoại cho người ta nói chuyện liên tục thường xuyên một chút ha. Và mình liên tục gửi cho người ta những cái feedback về sản phẩm á, và cũng như là mình vẽ được cái chân dung, mình liên tục cho người ta hình dung được cái chân dung người ta khi sử dụng sản phẩm, thì lúc này á cái tỷ lệ hoàn hàng nó sẽ hầu như là không có luôn á. Đó là ngày không, khi mà mình chưa có, chưa khách đặt hàng nhưng chưa nhận hàng nha mọi người. Đó thì lần đầu tiên ngày một thì là lần đầu tiên khách sử dụng sản phẩm, thì lúc này là mình hướng dẫn khách cụ thể cách sử dụng sản phẩm, mình cho người ta xài nửa mặt luôn ha, chẳng hạn ha. Và sau khi người ta xài nửa mặt xong thì mình sẽ hỏi họ cảm nhận của họ, khách hàng về khi mà sử dụng sản phẩm mình như thế nào. Họ có thấy da mình nó căng lên không, nếp nhăn hoặc là mí mắt của họ có bị lệch lên không, và da họ sáng lên không. Thì lúc này mình phải hỏi được cái cảm nhận của người ta để xem người, để người ta mình chắc chắn được rằng à, khách này sử dụng có hiệu quả ngay lần đầu tiên. Hoặc là nếu mà người ta chưa có hiệu quả thì mình còn phải giải thích lý do tại sao người ta chưa có hiệu quả ở đây nữa, để cho người ta yên tâm. Chứ không, tại lúc đầu mình sell mình nói là ngay lần đầu tiên mình khách sử dụng có hiệu quả mà sao lại giờ không có thì cũng không được hay. Đó, và sau đó thì mình xin phép người ta là tại vì khi mà chị sử dụng sản phẩm bên em á, thì sẽ có một chuyên gia theo sát chị trong quá trình chị sử dụng luôn. Thì xin phép chị là mỗi lần chị xài thì nếu mà nhiều lúc thì em sẽ chủ động gọi điện cho chị, nhưng mà có nhiều lúc thì em hơi bận thì chị có thể là mỗi lần chị xài á, chị có thể là nhắn tin qua cho em được không, thì để em gọi lại hướng dẫn và cùng làm với chị. Đó có nghĩa là mình xin phép người ta là mình được chăm sóc người ta liên tục. Và khi mà mình xin phép người ta liên tục như thế thì người ta cũng hiểu được rằng bên này chăm sóc họ thực sự, chứ không phải là giống như là những nơi khác họ chỉ quảng cáo thôi. Đó ha. Rồi tiếp theo là ngày 2 thì mình cũng chăm sóc, gọi điện nói chuyện với người ta, và mình nốt những cái thông tin mà cái cuộc trò chuyện mình nói chuyện á. Tại vì khi mà mọi người nói chuyện lần thứ 2, thứ 3, thứ 4 này nọ trở lên á, là mọi người sẽ có rất là nhiều chuyện và rất là nhiều thông tin của khách hàng, thì mình có thể nốt lại. Và ngoài ra khi mà những cuộc nói chuyện này, mọi người có thể lấy được thông tin của những người, ví dụ người con của họ này, chồng của họ này, hoặc là những cái vấn đề mà họ đang gặp trong cuộc sống, ví dụ như mất ngủ, đau nhức xương khớp chẳng hạn, hoặc là chồng họ thế này thế kia, hoặc là con họ thế này thế kia, cháu thế này. Có nghĩa là rất là nhiều, lúc này mình sẽ thấy rất là nhiều. Và sau đó thì tới ngày thứ 7 thì mình bắt đầu upsell liên tục được rồi. Có nghĩa là những cái cuộc nói chuyện này mình có thể mình nhả người ta upsell thôi nha. Ví dụ như là khi mà trong cuộc nói chuyện người ta nói là dạo này chị cũng không biết sao mà hay bị mất ngủ, thì mình có thể, ôi nếu mà chị mất ngủ như thế chị mới đây đúng không, chị giờ hiện tại chị có sử dụng sản phẩm nào hay không, thì nếu mà không thì bên em á, có cái sản phẩm này sáng mất ngủ hay lắm, lấy cho người ta Biohingo và Omega. Đó, thì mình sẽ luôn liên tục hỏi những cái vấn đề của khách và hỏi những câu chuyện. Và ở đây thì khi mà chốt mà upsell thì mình không có cần phải ép người ta phải lấy ngay hay gì hết, nhưng mà mình chỉ nói cho người ta biết rằng bên mình có sản phẩm này, và mình có thể kể một vài câu chuyện, ví dụ như là khách hàng cũng là kể câu chuyện, thì khách hàng của mình hoặc là người thân của mình hoặc là chính mình, thì mọi người có ba câu chuyện này, mọi người có thể xoay quanh và mình kể ra những câu chuyện này ha. Kể ra thì có nhiều lúc người ta sẽ quyết định là mua ngay, có nhiều lúc là người ta cũng chưa quyết định nhưng không sao hết. Thì lần gọi điện tiếp theo mình lại hỏi là bữa nay chị cái tình trạng mất ngủ chị đã có phương pháp nào điều trị hay chưa, hay là chị đã đỡ hay chưa. Nếu người ta nói chưa thì chị lấy cái này đi, thì luôn cái này em chỉ muốn tốt cho chị thôi, chị lấy về để xài cho mình giải quyết cái tình trạng của mình nhé, chứ chị để như vậy mất ngủ lâu như thế thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của mình cũng như là cái làn da của mình. Đó thì mình cứ nói chân thành người ta thôi thì chắc chắn người ta mua ha. Rồi rồi ngày 7 là mình upsell đúng không, mình nói chuyện mình upsell, và ngày 14 thì mình nhất định là mình phải bán thêm cho người ta trên một sản phẩm. Có nghĩa là mình làm sao mà trong vòng 7 ngày, trong vòng 14 ngày thì mình phải bán cho người ta ít nhất
1 đến 2 sản phẩm trở lên, thì lúc này là cái sự tin tưởng người ta càng tăng nữa. Tại vì giống như khi mà cái sản phẩm bên mình mà họ xài ít nhất từ 3 sản phẩm trở lên, thì lúc này hầu như là họ tin tưởng vào sản phẩm bên mình tuyệt đối, và bản thân họ cũng tin cái người bán là tin vào mình cũng rất là tuyệt đối ha. Thì rất là dễ. Và mình khi mà mình bán hàng thì mình cũng lưu ý những cái chi tiết nhỏ, ví dụ như là sinh nhật của khách nè, hoặc là những cái vấn đề của khách, để mình luôn 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 tạo được cái sự kết nối. Làm sao mà mọi người làm sao mà khi mà khách gặp vấn đề gì mà khách muốn sử dụng sản phẩm bên ngoài, khách phải hỏi mình để mình đưa ra lời khuyên. Đó, thì lúc này là khách đó chắc chắn là tin bạn 100% rồi đó, chứ không có trật đường nào hết. Thì mình làm được điều đó thì khách hàng đó là mãi mãi là của mình ha. Rồi đó, chăm sóc khách hàng vậy thôi anh, hết rồi. Hết rồi anh. Các bạn có câu hỏi gì cho bạn hỏi Huyền Trang nhé. Mọi người có câu hỏi gì thì hỏi. Có bạn hỏi nè, Nguyễn Ngọc Quế hỏi là nếu khách không hàng không tương tác thì sao chị? À, khách hàng không tương tác không sao hết. Khách hàng không tương tác nhưng mà khách hàng đó là mình chạy sản phẩm ra đúng không? Thì mình sẽ tự động tương tác với khách. Tương tác có nghĩa là khách up gì lên mình cũng tương tác hết với khách nha. Là thứ nhất. Thứ hai á, là trong tin nhắn của khách á, mình có thể là nếu mà trong tin nhắn của khách mình có thể gửi những cái video về feedback của khách hàng của mình sử dụng về cái sản phẩm đó cho người ta. Có thể là gửi khoảng 2-3 ngày gửi lần, 2-3 ngày gửi lần, gửi liên tục. Rồi có thể nói những câu ví dụ, chị ơi chị giận em hả, hay em làm gì thế nào mà sao chị lại không nói chuyện với em vậy đấy. Hoặc thứ ba là mình có thể gọi điện trực tiếp luôn, mình gọi điện luôn, nếu mà họ không nghe thì mình cho mặt khóc lên, có nghĩa là mình là mặt đáng thương. Giống như mình sử dụng những cái icon những cái hình trên Facebook á, cái xong rồi mọi người có những cái hình rất là đáng thương, rất là tội nghiệp, mọi người có thể gửi qua cho khách để làm mủi lòng thương của khách. Đó. Thì có rất là nhiều cách nha mọi người. Thì không biết bạn Quế đúng không anh? Quế ok chưa? Đúng rồi, đúng. Quế ok cách đó chưa? Nói chung là lầy lội dạ. Là chiến thắng. Đúng rồi, kiểu gì mình cũng lầy hết. Nếu mà trong trường hợp mà khách mà chặn phay thì không sao, mình lầy trên bay, mình lầy hết sức. Nói chung lầy ở đâu, lầy hết đát có thể là mọi người sẽ chiến thắng. Nói chung là theo đuổi tới cùng là kiểu gì chúng ta cũng được. Dạ. Đúng rồi. Đấy, các bạn có câu hỏi nào dành cho Huyền Trang thì chúng ta tiếp tục đặt câu hỏi cho Huyền Trang nhé các bạn. Mọi người có câu hỏi nào không thì mọi người đặt ở dưới, đặt câu hỏi ở dưới. Em có thể chia sẻ cho mọi người thêm là về cái khi mà có kịch bản đó rồi đúng không? Dạ. Rồi chăm sóc khách hàng đấy. Dạ. Thì em cái cách mà em ví dụ em tạo Facebook này. Dạ. Rồi Facebook về profile này. Dạ. Rồi những cái đó. À thì bài post sao? Nãy em chia sẻ được mà ta. Chia sẻ sâu hơn có nghĩa là cái Facebook của mình, cái Facebook của mình á, là chờ em chút nha, tự nhiên em bấm vô nó em á. Cái Facebook của mình thì mọi người sao ta nói sao cho dễ hiểu nhỉ. giống như thế này nè, yeah. Là bao lâu thì em sẽ post những bài chia sẻ về sản phẩm, và bên cạnh nếu mà chúng ta chỉ post sản phẩm không thì nó giống như là Facebook rác rồi đúng không? Yeah. Thì bên cạnh đó là mình còn có post những ví dụ như đi Nhật Bản hoặc là đi những cái chuyến du lịch như vậy, thì mình chụp hình xong về thì mình post những cái nội dung kiểu dạng như thế nào? Đấy, thì đó là những cái mà có thể chia sẻ thêm cho mọi người. Dạ vâng. Nó giống như xây dựng một cái phong cách sống, mà bởi vì mình bán cái phân khúc cao cấp đúng không? Thì họ nhìn vào người ta phải mình là cao cấp, thì lúc đó người ta sẽ dễ dàng người ta mua của mình hơn. Dạ. Đó. Thì cái Facebook của mình nhá, thì thường thường một ngày thì em sẽ cho các bạn post là tầm 3 bài. Thì trong đó sẽ có một bài về sản phẩm. Rồi sản phẩm hoặc là cái video mà phản hồi giống như chăm sóc khách á, tại vì có một cái album là chăm sóc khách mỗi ngày, thì mỗi ngày mình sẽ bóp những cái video đó lên về chăm sóc khách, để cho người ta nhìn thấy là mình thực sự là chăm sóc khách thật, chứ không phải là mình nói không. Và sau này mình cũng có bằng chứng để cho mình nói cho những khách hàng khác người ta chưa tin tưởng. Đó là thứ nhất. Thứ hai á, thì mình sẽ bóp những cái
cái bài viết liên quan về ví dụ như là sẽ đầu tháng hoặc rằm thì em sẽ hay post những cái bài post về Phật. Tại vì cái lứa tuổi mà khách hàng mà ở Facebook của em á thì là những người lớn tuổi, thì họ sẽ rất là quan tâm nhiều về đến Phật pháp, thì mình sẽ hay post về những bài về Phật là thứ nhất. Thứ hai, thứ ba thì mình sẽ có một cái Facebook là cái album là về cái phong cách sống của mình. Thì về phong cách sống của mình thì mình sẽ post những cái hình ảnh mà mình đi chơi hoặc đi đâu đó. Thì mình ở đây á, để mà tương tác tốt thì mọi người những cái caption á, tự nhiên quên, bữa nay trí óc hơi bị lủng củng. Cái caption thì mọi người phải là tự viết. Và ví dụ như là em luôn viết thì sẽ có những cái lời nhắn gửi về làm đẹp. Có nghĩa là mình dù mình viết cái gì đi chăng nữa thì mình cũng sẽ có một cái dòng ở cuối là kêu người ta hành động là phải làm đẹp. Đó, thì mình, tại vì mình bán về làm đẹp mà ha, thì mình để ý những cái vấn đề đó là nó ok rồi. Hoặc là mình sẽ có những cái video về về những kem trộn chẳng hạn, hoặc là những cái clip mà người ta phát hiện ra ca hàng kem trộn mà quay lên TV á. Rồi những cái tin hot xã hội như là về trẻ em, ví dụ như là hồi em nhớ có cái video cái gì mà giống như có em bé kia mà ở Hà Nội á, từ Điện Biên hay ở đâu lên Hà Nội á, rồi thăm em của mình, thì những cái gì gọi là về tình thương, về cái giá trị nhân văn á, thì em hay post những cái đó thì thấy tương tác nó khá là cao đó. Dạ, hầu như là như vậy thôi. Còn sản phẩm thì mọi người cứ úp theo album là ok à. Úp theo album là thứ nhất là nó cũng không có bị rải rác, còn nó làm người xem người ta khó chịu, không bị trôi. Dạ đúng rồi, không bị trôi. Dạ, nó tổng quan được. Thứ hai là người ta vô người ta cũng thấy ok. Dạ hết rồi anh. Các bạn có câu hỏi nào, chúng ta cùng đặt câu hỏi cho Huyền Trang nhé các bạn. Anh có thêm một cái câu hỏi đây. Là em có thể chia sẻ sâu cho mọi người về cách mà em tuyển dụng một người sale này, xong rồi em làm việc với họ trong cái thời gian đầu tiên. Rồi sau đó, sau khi mà họ bắt đầu bán thành công đơn hàng đầu tiên thì em đào tạo gì kế tiếp cho họ. Tức là một cái quy trình từ lúc tuyển dụng cho đến lúc mà em huấn luyện trở thành một cái người best seller. Dạ vâng. Thì cái quy trình mà nhân viên sale của em á, thứ nhất là mình thường thường nhân viên sale của em thì em sẽ dựa vào mối quan hệ. Tại vì khi mà dựa vào mối quan hệ thì mình sẽ hiểu rõ được cái người mình biết là mình đang cần những người như thế nào và mình đi tìm những người như vậy. Và mình biết rằng cái bạn đó có những cái tố chất mình cần hay không. Thì thực ra em, cái tố chất mà em cần thì nó cũng rất là đơn giản. Thứ nhất là bạn đó có khao khát kiếm tiền. Thứ hai là cái sự cần cù. Đó thì em cần hai cái đó đầu tiên. Thì nếu mà cái bạn nhân viên nào mà em thấy có hai điều đó thì em sẽ ok. Thì và sau đó thì mình cũng có test DISC một chút ha. Thì test DISC thì nó vẫn tốt hơn. Thì thường thường em sẽ không có, thực ra thì DISC thì nó cũng là một phần thôi, bản chất thì người nào cũng có khả năng làm được hết. Nhưng mà nếu mọi người muốn ngay lần đầu tiên mà có kết quả ngay thì mình nên chọn lòng kỹ một tí. Đó, nhưng mà bản chất thì em thấy các bạn xem bên em thì bạn nào làm cũng được. Người thì cần nhiều thời gian, người thì cần ít thời gian hơn thôi. Nên là thường thường DISC thì mình sẽ không có tuyển dụng nhân viên sale của mình là nhóm nhóm IS. Thì IS thì mình sẽ không có chọn. Có nghĩa là mình nếu nhân viên sale của mình thì Trang sẽ không có chọn, em sẽ không có chọn người IS. Đó. Còn vì sao? Tại vì IS á là những cái người, thứ nhất là họ là người thiên về cái con người và thiên về cảm xúc. Họ là người thiên về con người và thiên về cảm xúc. Thì tại vì khi mà làm việc á, thì tại vì khi làm việc thì em sẽ thường là hỏi cái mục tiêu của các bạn và các bạn mong muốn cái điều gì trong trong cái cuộc sống.
đó thì em sẽ thường thường em sẽ hỏi những cái việc đó đầu tiên. Thì thường thường người IS thì họ sẽ không có cái mục tiêu trong 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 cái cuộc sống, hầu như là mình phải hỏi rất là lâu và họ cũng sẽ rất là lan man, họ họ chưa có tìm ra được câu trả lời á. Thì đó cũng không phải một phần dạng, không phải tính cách của họ, mà do cái môi trường họ tiếp xúc trước đó thì nó cũng gây ảnh hưởng, mình cũng hiểu cái điều đó. Nhưng mà để có kết quả nhanh thì hơi hơi khó. Nếu mà làm việc trong thời gian mà lâu dài thì những người này cũng rất là ok. Còn ngay thì hơi khó, thì em thấy như vậy. Tại họ họ thiên về cảm xúc nhiều quá. Thì em hay tập trung tuyển cho những người nhóm nào? Em thì những người nhóm, nói chung là ID, ID, SD, CD. Đó là những người hầu như là có nhóm D, phải phải có D, D một chút á, D cao một chút thì em làm việc thấy tốt. Là D, D là ok. Dạ đúng, đúng rồi, D tại vì họ có mục tiêu, quan trọng là có mục tiêu thì họ sẽ cháy hết mình và họ không, dù gặp bất kỳ cái lời từ chối nào của khách thì họ vẫn có thể vượt qua được dễ dàng. Còn nếu mà ai mà họ không có mục tiêu á, thì gặp một cái vấn đề nhỏ thôi là họ đã không biết cách giải quyết và họ phải ra hỏi mình, và như thế nó rất là thụ động. Và thứ hai là họ sẽ cảm thấy bị nản, nó nhanh bị nản. Và nếu mà tại công việc của mình mà nếu dễ bị nản thì sẽ rất là khó làm việc. Thì nên là em vẫn thích có người. Nói chung là D không phải là hai, không phải là trội nhất. Nhưng mà có D kèm theo là em ok hết. Dạ, tất cả những gì mà có D là ok. Dạ. Là mỗi người vô là em sẽ tặng cho họ một bản khảo sát DISC. Dạ, đúng rồi. Em sẽ cho người ta làm DISC trước. Để mình với lại đầu tiên là file hoàn chỉnh luôn hay là sao? Dạ em cho file hoàn chỉnh luôn. Dạ. À, hay quá. Cái file hồi trước em mua của hồi thầy Tuấn á, cái sao em cho người ta file đó cho nó chính xác. Dạ. Thì khi mà mình làm như thế mình thấy rõ được. À là trước khi người ta đến phỏng vấn là em cho người ta khảo sát cái này. À dạ đúng rồi, người ta phỏng vấn xong á mà người ta cảm thấy hai bên đều ok với nhau. Hai bên đều bắt đầu ok với nhau rồi thì em mới cho làm DISC. Tại vì mất công lúc mà người ta cũng chưa, đây không phải là cơ hội mà cuối cùng người ta chọn, người ta ở lại với mình á, thì mình cho người ta một bản như thế rất là phí. Dạ. Dạ, nên là nếu mà cảm thấy hai bên cảm thấy ok với nhau và quyết định là mình sẽ làm việc cùng nhau á, thì em sẽ bắt đầu là test DISC. Tại vì hầu như thì khi mà gặp một người thì mình cũng đoán được là người đó là cái phần trội là phần nào, thì mình cũng án chừng được rồi. Thì lúc này mình vừa án chừng xong thì mình cho người ta test để biết rõ cụ thể hơn về tính cách của người ta, để ở đây không phải biết rõ để mình làm gì, để mình chọn hay không, mà mình cũng giống như là mình cái sự hòa hợp giữa mình và nhân viên. Tại vì nếu mà mình cái sự hòa hợp giữa mình và nhân viên nó ok á, thì mình sẽ tạo ra những kết quả rất là tốt luôn. Dạ. Ở đây là mối quan hệ nữa anh. Yeah. Yes. Xong thì trong bảy trong cái khi mà mình nhận vô làm ha, thì mình sẽ có cái quy trình quy trình 7 ngày. Ngày thứ nhất ha là mình sẽ chọn một cái sản phẩm phễu. Ví dụ như là bên em bán Galvanic thì em sẽ chọn sản phẩm là Galvanic luôn. Thì sẽ cho người ta hỏi làm 6 câu hỏi về về cái sản phẩm, có nghĩa là cho người ta nghiên cứu về sản phẩm á. Cho người ta nghiên cứu về sản phẩm thì cái quy trình hôm trước em mà gửi anh đấy. 6 câu dạ nói chung là cho người ta nghiên cứu về sản phẩm. Và sau đó thì khi em chia sẻ cho mọi người về cái đó đi. Từ từ chờ em chút nha, để em đọc cái quy trình đấy cho mọi người luôn. Ồ, đâu rồi ta? Các bạn chờ một chút để Huyền Trang gửi cho mọi người nhé. Mọi người chờ em một chút nha. Quy trình về sản phẩm, ví dụ như là sẽ có 6 câu hỏi thì em sử dụng là thứ nhất là công dụng của cái sản phẩm đó như thế nào, thứ hai là những cái bệnh mà khách hàng hay mắc phải là gì, thứ ba là nguyên nhân gây ra những cái bệnh đó hoặc là những cái tình trạng đó, thứ tư là những cái sản phẩm mà mình tại sao cái sản phẩm bên mình lại giải quyết được những cái tình trạng trên của khách hàng,
Thứ năm là những câu hỏi mà khách hàng có thể hỏi và cách giải quyết. Thứ sáu là viết một bài sale, chốt sale theo cách của cái người đó. Tại vì hầu như khi mà mình, thực ra khi mà đặt 6 câu hỏi này thì người ta sẽ gặp vài một vài thử thách trong cái việc tìm 6 câu hỏi này. Ví dụ bắt đầu từ câu hỏi số 5 là người ta đã cảm thấy hoang mang vì người ta kêu là ồ em cũng biết khách hỏi gì luôn. Thì thực ra thì ở đây 6 câu hỏi này mình không cần người ta phải là hoàn hảo 100%, nhưng mà qua 6 câu hỏi này thì mình biết được là người ta có chịu khó hay không, người ta có chịu đi tìm tòi nghiên cứu hay không, thì lúc nào một phần là mình cũng biết được người ta như thế nào rồi. Đó, thì em sẽ cho người ta, ngày đầu tiên là em sẽ cho người ta trả lời 6 câu hỏi này và sau đó gửi về mail cho em. Nếu mà gửi về mail mà mình cảm thấy chưa được thì mình sẽ bắt người ta làm lại. Và thường thường mình sẽ cho họ deadline, ví dụ như là làm khoảng trong 5 tiếng hoặc mấy tiếng đó. Thì mình sẽ nói người ta phải tới cái thời hạn đó người ta phải gửi mail qua cho mình. Đó. Thì nếu mà người ta gửi mà chưa được, mà người ta làm chưa được thì mình sẽ cho người ta, yêu cầu người ta làm lại, khi nào mà mình cảm thấy ok rồi thì thôi ha. Xong đó bước tiếp theo thì mình sẽ xem bài sale ha. Bài sale của họ. Thì lúc này á, bài sale của họ chắc chắn là nó sẽ rất là không liên quan gì tới sản phẩm của mình lắm, vì họ sẽ nói theo cái cách mà trước giờ của họ hay sale gì đó. Thì lúc này thì mình sẽ nói là bây giờ á, bây giờ là họ sẽ đi hỏi những cái người sale tốt á, người sale tốt để viết một cái bài sale hoàn chỉnh. Tại vì khi mà nhân viên mới vào thì em thường thường cho người ta rất là tự lập về những cái vấn đề này, để sau này trong công việc họ cũng rất là tự lập luôn, nên là hầu như giai đoạn đầu vượt qua thì về sau họ vượt qua cũng dễ hơn. Thì lúc này mình mới cho người ta xong bài sale họ thì họ sẽ tự đi sale với những người trong văn phòng của mình, và sau đó để họ tự hoàn chỉnh cái bài sale của họ như thế nào. Thì lúc này mình không có kiểm tra quá nhiều, nhưng mà sau cái ngày 2 đó thì mình sẽ check lại là ok, bây giờ sau một ngày em sale với những người đó thì em cảm thấy như thế nào, bài sale của em thiếu cái gì. Thì hầu như là sau đó thì họ sẽ viết lại một bài sale hầu như là nó căn bản nhất đối với mình. Thì lúc này mình mới bắt đầu là chia sẻ cho người ta là ok, thì bây giờ bài sale này có tương đối là hoàn chỉnh, hoàn thiện rồi đấy. Thì bây giờ mình, nhưng mà để bài sale này chốt được khách thì chắc chắn là chưa. Nó thì bây giờ mình sẽ cần phải làm những cái việc gì. Thì lúc này mình sẽ phân tích cho người ta cái bài sale đó người ta đang có lỗ hổng nào, hoặc là người ta chưa cần phải bổ sung những vấn đề nào, thì mình lại đưa ra những cái ý đó cho người ta để người ta đi nghiên cứu, người ta đi học hỏi tiếp, và sau đó để cho người ta có một bài sale hoàn chỉnh nhất. Thì xong khi mà bài sale người ta hoàn thiện thì em sẽ cho người ta là chăm sóc khách cũ, khách hàng cũ ở trên bay, rồi sau đó với chăm sóc khách hàng cũ ở trên Facebook. Thì ở trên bay là đầu tiên, tại sao em cho cái chăm sóc khách hàng ở trên bay, thì lúc này để họ làm quen được với khách và họ bắt đầu sẽ có những cái sẽ biết cách nói chuyện giao tiếp với khách hàng là như thế nào. Thì cho người ta làm quen dần, và sau đó thì cho chăm sóc hàng cũ trên Facebook của mình là lúc này người ta sẵn sàng gọi điện được cho khách rồi. Thì lúc này người ta sẽ dựa vào những cái gì người ta có là thứ nhất, thứ hai là người ta dựa vào những cái người trước mà người ta đã học được ở trên bay á, ở trên fanpage á, thì người ta sẽ áp dụng ở đây để người ta lúc này nói chuyện. Và lúc này hầu như là mình sẽ quan sát và theo dõi người ta, mình xem cách người ta nói như nào, người ta làm việc như nào, để sau đó mình còn chỉnh sửa. Đó. Thì sau đó thì ngày cuối cùng là test lại bài sale một cách hoàn thiện nhất, và mình cho người ta lầy lại khách cũ và chăm sóc khách cũ thôi. Xong. Xong rồi thì mình sẽ cho người bắt đầu là sau khi khách hàng cũ xong rồi mình cảm thấy ok rồi thì mình bắt đầu cho khách hàng mới. Cho khách hàng mới cứ một ngày cho người ta khoảng 2 đến 3 khách thôi, thì cho người ta làm quen dần. Đó. Nhưng mà đó là về quy trình thôi, nhưng mà bản chất để mà người ta đi lâu dài mình thì đó là một tuần đầu tiên ha. Đó, và tuần đầu tiên này thì em yêu cầu là phải có một đơn. Nếu mà không có một đơn thì coi như là không qua vòng thử việc thì không nhận việc. Đó. Thì đó là sau 7 ngày làm việc mình thử việc. Và xong sau đó thì tiếp theo, cái bước tiếp theo là mình
mình hỏi làm rõ lại một lần nữa, mình làm rõ lại cái mong muốn của người ta và cái mục tiêu của người ta. Thì em liên tục, có nghĩa là liên tục, hầu như là khi mà đã làm nhân viên của em rồi thì hầu như tháng nào em cũng hỏi mục tiêu của người ta. Đầu năm là hỏi một lần nè, rồi mỗi tháng hỏi tiếp, hỏi liên tục, tập trung vào cái mục tiêu của người ta như thế nào và người ta mong muốn như cái điều gì. Đó, thì mình liên tục hỏi cái điều đó để mình xem cái động lực của người ta làm việc như thế nào và để mình cũng hỗ trợ. Tại vì ở đây không phải là mình hỏi để mình ép người ta để người ta làm được việc cho mình, mà bản thân mình cũng mong muốn thực sự rằng là mình làm sao để giúp cho người ta tạo ra kết quả thực sự để người ta đạt được cái mục tiêu của họ. Đó. Em sẽ có những cái buổi họp đầu tháng như thế. Thì trong những cái buổi họp đầu tháng này thì mình sẽ, thứ nhất là mình hỏi cái mục tiêu của người ta, hỏi cái mong muốn của người ta. Thứ hai á, là mình sẽ hỏi về giống như là những cái khó khăn mà tháng trước người ta gặp phải là gì, họ cần hỗ trợ gì. Thì tại vì khi mà cái đội xe mà họ họp chung với nhau á, thì khi mà có những cái vấn đề như thế thì sẽ có rất là nhiều cách giải quyết khác nhau, thì họ sẽ học hỏi được rất là nhiều. Ví dụ như là khách hàng, giống như câu hỏi của lúc nãy bạn kia hỏi là nếu mà khách hàng không tương tác thì sao, thì cũng là một câu hỏi đó, cách trả lời của em là như vậy, nhưng mà sẽ có những cái bạn khác có những cái cách giải quyết khác nhau. Thì em cũng từ cái vấn đề đó em cũng nói ra để cho tất cả các bạn trong cái đội sale đó họ cũng cùng đưa ra giải quyết. Nếu là em mà khách không tương tác thì em sẽ làm những cái điều gì, hoặc cái bạn khác nữa thì họ sẽ làm sao, em sẽ hỏi hết để cho cái người mà họ đang thắc mắc họ sẽ có tổng quan được rất là nhiều cách và họ sẽ áp dụng từng cách một. Nếu cách này không có hiệu quả thì họ sẽ sử dụng cách khác. Đó, thì đầu tháng em sẽ liên tục giải quyết cái vấn đề của họ. Và sau khi mà các bạn đưa ra những cái cách xong thì em tổng hợp ý kiến lại và em giống như là dựa theo kinh nghiệm của chị, của em á, thì em sẽ có cách giải quyết nào thì em cũng sẽ đưa ra cho bạn để bạn hỗ trợ, để hỗ trợ bạn luôn. Đó, thì xong sau đó thì mình sẽ nói là định hướng tháng tới, giải quyết vấn đề của tháng trước xong thì định hướng tháng này của mình là gì, và cái điều gì mà mình sau cái buổi họp đó mình khắc phục được á, và mình sẽ có gì mình sẽ hành động ngay, thì em liên tục làm những cái điều đó cho các bạn. Dạ vậy là hết rồi anh, thế là thế là hình như hết rồi. Còn có câu hỏi gì chúng ta dành cho Huyền Trang, chúng ta cùng đặt cho Huyền Trang các bạn nhé. Mọi người còn câu hỏi gì không ạ? Tại vì hầu như vậy là hết rồi. Dạ Nguyễn Quang Hải là em nhóm Y cao nhất rồi đến nhóm D. ID rất là tốt luôn á. ID là vui vẻ, đúng không? Dạ, và họ họ sáng tạo được. ID thì Y là những người mà rất là sáng tạo, thì khi này ví dụ như là cách giải quyết này họ rất là lanh lẹ trong cái cách giải quyết vấn đề. Ví dụ như khách, có nghĩa là khách kiểu nào họ cũng nói chuyện được, họ cũng tiếp được hết á, thì rất là tốt. Và có ID nữa. Thường thường bên em có hai bạn sell ID hầu như là toàn là best seller không? Tháng nào cũng top và đạt được cái mục tiêu của các bạn hết. Dạ. ID em thấy sell tốt. Dạ. Có mục tiêu là làm lúc nào cũng hiệu dạ, quả. Dạ vâng, đúng rồi. Hầu như có mục tiêu thì các bạn làm rất là tốt luôn. Làm không bao giờ cảm thấy mệt mỏi hay gì hết. Làm liên tục. Yeah. Bởi vậy nên là khi các bạn có nhóm D á, nhiều khi các bạn nhân viên của bên em á, làm việc còn kinh khủng hơn cả downline. Các bạn làm tới có khi 9-10 giờ rồi chưa về. Hầu như là đêm nào cũng làm tới cái khung giờ ít nhất là 9 giờ mới về. Còn lại thì không bao giờ về trước hết. Ít lắm, trừ khi có việc gì đó mới về thôi. Còn lại là đại họ chiến đấu vì mục tiêu của họ. Ví dụ là một ngày bắt buộc phải có một đơn, là khi nào có đơn thì họ mới được về á, kiểu như vậy. Còn nếu mà chưa có đơn thì vẫn cứ ở lại làm tiếp. Mà khi có đơn... Một đơn là mấy mấy triệu rồi. Mà khi có đơn rồi thì các bạn càng sướng. Lại muốn làm tiếp. Dạ. Chuẩn xác luôn. Rất hay đúng không ạ? Mọi người chúng ta có những câu hỏi gì dành cho Huyền Trang ấy, thì chúng ta tiếp tục đặt câu hỏi cho Huyền Trang để Huyền Trang có thể chia sẻ cho chúng ta nhé các bạn. Bởi vì lúc nãy giờ thì tôi cũng đã dành rất nhiều câu hỏi cho Huyền Trang rồi. Đúng không? Và bây giờ thì tôi muốn cái phần đặt câu hỏi đó dành cho chúng ta. Bởi vì trong quá trình mà chúng ta sell thì chúng ta có rất nhiều cái
vấn đề đúng không? Yeah. Nhiều cái khúc mắc, nhiều cái câu hỏi. Và chúng ta trước đây chúng ta chưa biết đặt câu hỏi với ai, thì ngày hôm nay ở đây là chúng ta có Huyền Trang ở đây. Đó là một người được gọi là thánh sale đó các bạn. Và Huyền Trang sẽ chia sẻ cho bạn. Các bạn biết là từ những cái tháng đầu tiên, tháng thứ nhất, tháng thứ hai là Huyền Trang đã bán lời nhận được khoảng 200, hơn 200 triệu một tháng rồi. Và từ đó đến giờ thì Huyền Trang làm về phần bán lẻ rất là tốt. Và Huyền Trang build những cái team bán lẻ rất là tuyệt vời luôn các bạn. Nên là chúng ta cơ hội ở đây đó là để chúng ta đặt câu hỏi và chúng ta hỏi Huyền Trang. Và bây giờ Huyền Trang đang làm việc một cách mạnh mẽ hơn, bởi vì đó là mục tiêu năm nay là phải đi New Zealand. Đó, Moscow thì chắc chắn rồi, nhưng đó là đang đặt cái mục tiêu nữa, đó là đi New Zealand để đi đại chương trình của Team Lead. Đó. Yes. À, các bạn có câu hỏi nào, chúng ta đặt câu hỏi đấy không ạ? Mọi người có câu hỏi nào thì mọi người đặt nha. Dạ. Yeah. Đấy, nhưng Huyền Trang là nhóm S. Vậy thì câu hỏi là điều gì mà khiến một nhóm S bán hàng rất là tốt như vậy? Tại nhóm S á, thực ra nhóm S trộm một cái là dễ đồng cảm được với người khác. Và bản thân mình thì S nhưng có một chút D, bởi vì mình rất là mê tiền. Rất là mê làm giàu. Thì đó cũng là giống như cái mục tiêu á. Tại vì khi mà mình thực ra S lúc trước là S là 2S. S rất là cao, nói chung là SD, nhưng thực ra D như là S 3 mấy 40 á. Còn D thì chỉ có được 10, 11, 12 gì đó thôi. Nói chung thấp lắm. Nói 2S, bản chất là 2S á. Nhưng mà đâu đó thì mình vẫn có một cái khát khao, là mình khát khao làm giàu và mình mê, rất mê tiền. Và từ cái động lực đó thì mình làm. Nhưng mà đặc biệt thì mình có một cái khả năng, không biết thì như ai nhóm S cũng như vậy hết á mọi người. Có nghĩa là có thể nói chuyện với những cái có nghĩa là tâm sự được á, biết tâm sự, biết tâm sự và gì ta. Và những người nhóm S thì khả năng giống như kể chuyện nó thật á, rất là cao. Em thấy thế. Wow. Dạ. Hầu như tại vì Trang bán hàng thì hầu như là tất cả là kể chuyện hết. Chứ mình ít khi chốt sale bằng, giống như sẽ có những cái bạn chốt sale mà bằng những cái ngôn từ rất là tốt luôn á. Còn bản thân Trang thì không có khả năng mà nói được những cái từ mạnh bạo, hoặc là giống như nhóm D á, nhóm D với Trang này hầu như trái ngược nhau, mình không thể nói được những từ mà nó có mang tính quyết liệt á, mình không nói được những cái kiểu đó. Nhưng mà mình nói theo cái kiểu tình cảm và mình hay kể câu chuyện, thì đó là cách Trang sell trước giờ. Nên là khi mà chuyển qua một cái sản phẩm mới thì hầu như mình cũng không gặp vấn đề gì hết, sản phẩm nào mình cũng chơi được hết trơn á, vì mình kể chuyện mà. Kể chuyện thì kiểu gì cũng bán được hết đó. Thì đó là cái cách mà nhóm S, thế mạnh của nhóm S. Rồi. Dạ. Đấy là trái ngược hoàn toàn với anh này. Dạ đúng rồi, như anh mạnh như thế là em không có nói được, tập cũng không được. Nói chung bản thân mình thì cũng muốn thay đổi và cũng tập luyện rất là nhiều. Thực ra thì để được ngày hôm nay thì bản thân cũng rất là tập luyện nhiều, vì hồi trước anh giọng rất là đều, giọng cũng đều mà nói cũng không có tốt. Thì khi đó thì mình cũng phải là lập group á. À, giống như hồi trước nhân viên viên của em á, bạn cũng có một cái giọng nói cũng là bạn giọng Huế nhưng mà đặc Huế á, nên là mà nói rất là chát, nói kiểu là nó không đi vào lòng người hết trơn, nói cũng ngang ngang mà nói chung là nó cộc, nó hơi khó nghe. Thì lúc này mình thấy thế thì em với lập một cái group là hai chị em phải là thay giống như là ngày nào cũng phải live stream đọc sách to. Thì cái này cũng là một cái thủ thuật cho những ai mà muốn mà luyện giọng nói của mình á. Hiện tại thì đang có một bạn nhân viên bên em vẫn em đang bắt luyện, là mình đọc cuốn sách, bình thường mình đọc sách thì mình đọc nhỏ đúng không, bây giờ để mà luyện giọng nói của mình thì mình đọc to và mình mở mở nhạc lên á, thì nó sẽ có bốn loại nhạc, ví dụ như là nhạc buồn này, nhạc vui này, nhạc sôi động này, rồi nhạc gì gì đó này. Em có bài em không nhớ. Đó thì mình có thể mở bốn bài nhạc đó, thì mình sẽ đọc cái tông giọng của mình lên xuống theo cái nhạc đó. Thì lúc này một thời gian bạn đó luyện tập khoảng 20 ngày thì cái giọng của mình nó lên xuống rất là tốt.
Đó là những cái giống như là khi mình chưa tốt về cái giọng nói của mình có thể luyện tập. Thì cái này thì em cũng luyện tập và em cho nhân viên của em cũng luyện tập nhiều. Thì cái gì đều thực ra không có ai mà sinh ra là đã giỏi rồi, nếu mà họ giỏi thì rất là tốt, đó là cái giống như năng khiếu của người ta. Còn nếu bản thân mình là một người có khao khát thực sự thì chắc chắn mình luôn thay đổi, mình luôn học hỏi để mình hướng tới một cái gì đó tốt nhất, thì đó là mình thay vào đó mình sẽ luyện tập đó, luyện tập luôn luôn tốt. Còn ai có không? Anh có. Có mấy câu hỏi của các bạn nè, là Trang chia sẻ chi tiết về cách thưởng phạt nhân viên khi làm việc hiệu quả hay là vi phạm. À, thưởng phạt nhân viên đúng không ạ? À, thực ra thì nhân viên bên em làm tốt lắm. Nên là mình cũng ít khi mà mình phạt, thì hầu như là không có phạt rồi. Tại vì cái cách làm việc của em thì các bạn cũng hiểu á. Em không có ấy nên là ít phạt lắm. Nói về thưởng thì có. Thưởng thì mình sẽ ví dụ như là thứ nhất mình sẽ dựa vào cái sự mình cái này ha, nếu mình là một người leader cũng như là mình là một người sếp á, thì mình sẽ quan sát, mình để ý quan sát một chút, ví dụ như là cái sự nỗ lực của bạn đó là bao nhiêu phần trăm. Cái tổng doanh số cuối tháng hoặc là cuối một tuần, hai tuần của bạn đó là đạt bao nhiêu, thì em sẽ dựa vào hầu như là con số để mình xem kết quả bạn đó đạt được là bao nhiêu, là thứ nhất này. Thứ hai là xem bạn đó nỗ lực, cái sự nỗ lực và cái sự học hỏi như thế nào. Thì mình sẽ có những cái đôi khi mình thưởng không cần phải là cái điều gì lớn lao quá, mình có thể có một cái lý do gì đó mà mình cảm thấy bạn đó ngày hôm nay bạn đó tốt hơn ngày hôm qua, thì mình có thể tuần đó mình có thể thưởng các bạn rồi. Thì ở đây thưởng rất là đơn giản ha, mình chỉ có thể thưởng những cái món quà ví dụ như của công ty, lăn kem rồi những cái sản phẩm mà nó nhỏ nhỏ thì hoặc son môi thì các bạn cũng rất là vui hạnh phúc rồi, với lại nhận quà là các bạn vui rồi đó. Hoặc là mình thưởng cái thường thường hồi trước thì em thưởng phong bì 50.000 hoặc 100.000 kiểu như thế, thì mỗi ngày làm cái động lực cho các bạn thôi ha. Còn phạt thì thực ra mình không có phạt gì hết, mà mình ví dụ như là bạn đó hôm nay làm cái điều gì đó chưa tốt thì mình sẽ ra nói chuyện là hôm nay giống như là tại sao em lại như thế này, thì mình nói chuyện và mình giải thích, mình giúp bạn giải quyết cái vấn đề đó của bạn thôi, chứ bản thân em thì không có phạt. Đó, đối với nhân viên thì không phạt. Còn những cái kỷ luật của team thì nhân viên cũng áp theo, ví dụ như đi trễ hoặc là làm những cái đi trễ này, hoặc là thứ nhất là không đúng giờ thì mình sẽ bị phạt 200.000 cho heo ăn rồi, cái gì nữa ta, rồi phạt những cái quy định trong team thôi anh, chứ không có gì hết. Hoặc là rồi sẽ có những cái buổi chia sẻ này nọ thì mình làm theo đúng quy định của team. Hầu như tất cả các bạn bên em thì làm đúng hết nên là cũng không có phạt. Đó, còn hầu như là mình không phạt đó mọi người. Tại vì nhân viên Thực ra thì cái của anh làm thì anh cũng không có phạt mà chỉ có khen thưởng thôi. Đó là cái chính sách của mình, đó là không phạt, chỉ có khen thưởng thôi. Đó. Đúng rồi. Còn nếu mà làm việc hoài mà không đạt được kết quả thì không nên làm. Dạ đúng rồi. Đúng. Dạ chính xác. chứ giữ những người như thế thì mình họ cũng không ở lại lâu dài mình được, và mình cũng rất là dễ xuống tinh thần. Và chuẩn xác luôn. Lộc có hỏi Võ Quang Lộc, em thấy chị Trang rất thời trang, mình cần xây dựng hình ảnh cá nhân như thế nào để khách hàng tin tưởng mình hơn? Mình xây dựng cái cách tốt nhất là cái xây dựng cần xây dựng hình ảnh thương hiệu cá nhân hả? Thương hiệu cá nhân thì mình hay live stream là thứ nhất này, mình hay live stream thì người ta sẽ thấy mặt thật của mình, thì cái sự tương tác rất là cao. Hai là thứ nhất. Thứ hai là mình thường xuyên up những cái video về mình chăm sóc khách hàng, cũng như là video về feedback sản phẩm. Tại vì bản chất giữa video và hình ảnh thì video vẫn là cái mà nó mang lại cái kết quả cao nhất.
và làm cho khách thu hút khách hàng nhiều hơn so với việc là hình ảnh nha mọi người. Thì mọi người để ý ở đây, đây là những cái cách và mình tăng cái lượt tương tác thôi. Thực ra là mình làm những cái giống như lúc nãy chị nói là mình phải úp những cái điều gì khách hàng quan tâm á, để mình tăng cái lượt tương tác lên. Và khi tương tác mình trao đổi qua lại như thế thì cái Facebook mình trở nên tốt lên thôi, không có gì hết. Thực ra dễ lắm, khi mà mình bán hàng cao cấp thì chị thấy cái vấn đề này nó cũng không phải là quá khó. Có chính xác rồi. Chưa các bạn Nguyễn Trần Trọng là đỉnh cao bán hàng thời đại mới là kể chuyện, đúng vậy chị Trang. Dạ, còn anh có câu hỏi gì nữa không ha? Ok, các bạn có câu hỏi nào chúng ta cùng đặt câu hỏi cho Huyền Trang nhé các bạn. Huyền Trang làm mọi thứ đều rất là chi tiết nha các bạn, theo đuổi khách hàng thì phải nói là quá tuyệt vời luôn. Nghe Huyền Trang nói thôi là đã muốn mua hàng rồi. Tại vì khi mà mình khách hàng mà để lại comment quan tâm sản phẩm mình thì mình quan niệm rằng là khách này không phải là khách không mua mà khách chưa mua thôi. Tại vì khi mà mình chăm sóc khách hàng thì mình thấy rằng có những người khách họ rất là âm thầm theo dõi mình, kể cả nhiều lúc người ta không tương tác mình luôn nha mọi người. Có nghĩa là mình nhắn tin họ cũng không có trả lời, kiểu như vậy luôn. Nhưng mà họ một phát là họ: em ơi lấy cho bộ sản phẩm Galvanic Lumi rồi lấy cái màn kem đêm, là họ sẵn sàng vô một phát là họ lấy luôn. Tại vì em giống như em có một chị khách thì nhắn tin, tại vì chị này bận hay sao họ cũng bận lắm, nói chung là nhắn tin gọi điện thì không nghe máy, nhưng mà vào một ngày đẹp trời thì lấy luôn là máy Galvanic này, Lumi này, rồi kem ngày kem đêm luôn. Mà khi mà lúc đầu là chị đó nói chuyện với nhân viên, nhưng mà sau đó thì chị đó lần thứ nhất là không có kể gọi điện hướng dẫn bình thường thôi, lần thứ hai mới kể là thực ra không phải tự động mà chị quyết định mua như vậy đâu, chị biết cái này là hơn một năm rồi, và đêm nào chị cũng phải ghé vô Facebook của em á để xem, lướt một lần xem em có book gì mới hay không. Đó có nghĩa là ngày nào cũng coi và chị theo sát rất là kỹ luôn. Cái xong rồi đến khi em mới gọi điện cho chị này nói chuyện thì chị kêu trời ơi chị rất là thích em luôn á, và ngày nào chị cũng coi hết á. Chị đó còn biết là sao tuần này em không live stream, có nghĩa là biết rất là chi tiết, tới mức là nếu mà mình ngày tuần đó mà mình bận mình không live stream là chị đó cũng biết là sao mà hôm tuần này em không live stream, rồi sao mà em không có úp thế này úp thế kia, là người ta biết những cái hoạt động của mình rất là rõ luôn, rõ hơn cả mình luôn á. Nhiều lúc mình còn không để ý, nhưng mà khi mà khách hàng á, nhiều người ta quan sát mình rất là nhiều. Đó nên là lý do tại sao khi mình làm bất kỳ cái việc gì trên Facebook mình cũng phải luôn đặt câu hỏi là mình làm cái điều này nó đúng hay sai, và cái điều này có phải là cái điều mà khách hàng của mình cần hay không. Thì khi mà mình đặt những câu hỏi này và mình trả lời được á, mình đặt mình giống như là khách hàng của mình á, thì chắc chắn là kiểu gì mình cũng bán được cho người ta hết. Tại vì có nhiều người họ chỉ quan sát thôi, có nhiều người họ sẵn sàng tương tác, có nhiều người tương tác với em có nghĩa là nói chuyện rất là thân luôn, nhưng mà cũng chưa có mua luôn, và họ cũng một năm sau gì đó họ mới mua. Có nhiều người như vậy, họ cũng cứ nhiều lúc họ rất là thân nhưng họ vẫn là quan sát mình. Sau khi mọi người em cắm cái cục sạc. Các bạn có câu hỏi nào chúng ta cứ đặt câu hỏi cho Huyền Trang nhé các bạn. Hay đặt. Rồi mọi người đặt câu hỏi cho Huyền Trang. Mọi người còn câu hỏi nào không ạ? Ok, mọi người chúng ta có câu hỏi nào, chúng ta đặt câu hỏi cho Huyền Trang nhé. Chúng ta chỉ còn 4 phút nữa thôi. 4 phút nữa là chúng ta hết thời gian của buổi tối hôm nay. Bởi vì hôm nay chúng ta đã hơn 1 giờ đồng hồ chúng ta cùng lắng nghe cái phần mà chia sẻ của Lê Thị Huyền Trang dẫn và chia sẻ chúng ta về kịch bản sale này, chăm sóc hàng này, rồi về cái việc mà chúng ta xây dựng một cái team sale, một cái đội ngũ sale như thế nào cho nó hiệu quả. Dạ. Đó. Và nếu chúng ta không có bất kỳ một câu hỏi nào nữa thì anh rất là cảm ơn Huyền Trang tối nay đã dành hơn 1 tiếng rưỡi đồng hồ để lên đây và chia sẻ cho mọi người về cái kịch bản sale và chăm sóc khách hàng đối với cái sản phẩm về máy Galvanic. Và
những anh chị em mà chúng ta đang xem live stream, chúng ta nhận được những bài học gì trong buổi tối hôm nay. Thì tôi muốn đó là chúng ta hãy comment về những bài học, những giá trị mà chúng ta nhận được với Huyền Trang. Và chúng ta cũng gửi lời cảm ơn tới Huyền Trang đã dành một buổi tối, dành hết tất cả tâm huyết của mình và chia sẻ hết tất cả thời gian của mình đến cho tất cả mọi người trong buổi tối nay. Đúng không? Yes. Yeah. Ok. Rồi cảm ơn Huyền Trang rất nhiều đã dành một buổi tối hôm nay nhé. Yeah. Rồi cảm ơn em rất nhiều. Chúc em buổi tối ngủ ngon. Dạ vâng. Chúc mọi người buổi tối ngủ ngon. Dạ vâng. Chào anh Linh và cảm ơn tất cả cảm ơn anh Linh và tất cả mọi người đã lắng nghe cái live stream này của Trang. Rồi chúc mọi người ngủ ngon. Chúc anh ngủ ngon. Dạ vâng. Okay. Bye bye anh. Mai nhớ lên Rick People Business chia sẻ về sale nhá. Oh. Không nhận. Chia sẻ về câu chuyện sale. Ngày mốt. Ngày mốt đúng không anh? Sáng ngày mốt. Dạ vâng ạ. Dạ vâng. Dạ dạ. Ok. Dạ vâng ạ. Rồi chúc em ngủ ngon. Dạ vâng. Bye bye anh. Dạ dạ. Xin cảm ơn tất cả anh chị em chúng ta đã xem đoạn video clip này. Và để chúng ta là người đầu tiên nhận những cái video kế tiếp thì chúng ta hãy bấm vào subscribe của kênh của Linh. Chúng ta hãy bấm vào subscribe ở dưới đoạn video clip. Và chúng ta hãy nhớ bấm vào nút chuông. Nhớ nhá, bấm vào nút chuông. Bởi vì khi chúng ta là bấm vào nút chuông thì mỗi lần mà Linh upload video lên thì chúng ta là người đầu tiên chúng ta nhận được cái video này. Và chúng ta hãy ủng hộ kênh bằng cách bấm vào subscribe và bấm vào nút chuông. Một lần nữa tôi muốn nhắc lại đó là chúng ta bấm vào nút chuông. Bấm vào nút chuông để chúng ta là người đầu tiên nhận được video những cái kiến thức chia sẻ về phát triển về bản thân, kiến thức về kinh doanh làm thế nào để chúng ta thành công và làm thế nào để chúng ta hạn chế những cái thất bại trong cuộc sống này. Và xin chào, hẹn gặp lại tất cả chúng ta. Hãy share video này để cho những người bạn của mình, để cho nhiều người bạn để chúng ta nhận được những video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả chúng ta ở những đoạn video kế tiếp.